chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với channel YouTube Dũng Lê Fishing TV. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục lên cho mọi người một cái lô hàng máy câu và phụ kiện Nhật Bản nha mọi người. Đó, thì những cái máy câu trong video clip ngày hôm nay bao gồm có máy ngang, máy đứng, đó, máy câu lục, máy câu jigging nha mọi người. Phụ kiện thì bao gồm có dây, mồi, lưỡi, khóa linh đó và hộp mồi nha mọi người. Đó, thì mọi người muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp vào Zalo, số điện thoại mình sẽ để đây nha mọi người. Mình sẽ ship code cho mọi người đến 64 tỉnh thành trên cả nước luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Rồi thì ở đây mình cũng sẽ có một số cái cần nha mọi người, nhưng mà chắc là video clip này nó hơi dài á, thế nên là mình sẽ để sang cái video clip sau nha mọi người. Đó, thì mình sẽ quay trước cho mọi người xem, nếu như mọi người thấy ưng cây nào thì cứ liên hệ cho mình sẽ hình chi tiết sản phẩm cho mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ lên cho mọi người những cái sản phẩm máy câu và phụ kiện trước nha mọi người. Đó, thì đầu tiên mình về lại được cái hộp mồi của Daiwa rồi nha mọi người. Hộp mồi của Daiwa đó, màu đỏ. Cái hộp này thì của Daiwa Việt Nam thôi, của Việt Nam thôi nhé mọi người, hàng Việt Nam, nhưng mà xài chất lượng cũng rất là ok nhé mọi người, chất lượng khá là chắc chắn. Mình cũng đang xài những cái hộp này rồi, giá của nó thì rẻ hơn hộp chính hãng tầm khoảng 50%, nhưng mà chất lượng rất là ok luôn đó. Hộp này nó sẽ có hai ngăn nhé mọi người, hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới, thì mỗi ngăn mọi người sẽ đựng được khoảng 6 con mồi lớn đó. Rồi ở đây nó sẽ có một cái quai nữa nhé mọi người, quai đấy, quai bằng cao su. Rồi thì đợt này giá của nó rất là tốt nha mọi người, giá của nó sẽ là 90.000 một hộp nha mọi người, 90.000 một hộp, rất là đẹp luôn, chất liệu khá là ok, 90.000. Ok, rồi tiếp theo là mình sẽ có đó là những cái khóa lưu Fuji nha mọi người, khóa lọt khe đó. Những cái khóa này thì anh em câu cá lóc khá là cần, khá là thích nè, thì những cái này nó sẽ tiện cho mọi người, không cần phải cắt leader đó. Thì giá của nó là 70.000 một cái nha mọi người, thì cái này là nó là size M và tải của nó được 20 kg đó, giá là 70.000 một bọc, thì gồm có 3 cái nha mọi người. Khóa Fuji này thì bao chắc rồi. Ok, tiếp theo mình sẽ có đó là mồi nha mọi người. Mồi thì lần này mình sẽ lên cho mọi người đó là những con mồi câu cá lóc, câu cá lóc nha mọi người, một combo luôn. Thì đầu tiên nó sẽ là con mồi nhảy nhảy, nhảy nhảy này thì nó sẽ thích hợp cho mọi người câu vào cái thời điểm buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều tối, thì những con mồi nhảy nhảy này nó sẽ tạo ra những action rất là mạnh, nó sẽ thu hút những con cá nhiều hơn nha mọi người. Đó, nhảy nhảy thì như con này là nhảy nhảy mini nha mọi người, nhảy nhảy mini nó chỉ có khoảng 6 gram thôi, 6 gram thì nó sẽ thích hợp để bắt con cá, ví dụ như nó bị nhát, bị bể mồi, nhát con cá nhỏ đó, thì mọi người sai con này câu rất là ok nha. Đó, thì con này mình cũng đã lên hàng rồi, cá lóc khoảng 1.1, mình sẽ để video ở đây cho mọi người xem này. Đó, rồi nhái nhảy mini rồi, thì con này giá của nó là 150.000 một con mọi người, nhái này là nhảy mini tầm giá. Wow, ok, 150.000 một con cá lóc. Tiếp theo đó chính là cái cặp nhái hơi, cặp nhái hơi của Nick Amado nhé mọi người, Amado đó. Cặp này nó sẽ là 200.000 một cặp, thì mà nếu như mọi người mua một con thì giá của nó sẽ là 100.000 một con, nhái Thái Lan nhé mọi người. Đó, con này thì mình thấy là cái chất liệu cao su của nó khá là ok nha mọi người. Đó, nó đủ mềm để cho mọi người đóng cá này, và cũng rất là đẹp, rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn luôn nha mọi người, cao su rất là dày, mọi người xài con này thì bao bền luôn đó. Đó, đó thì con này nó sẽ có một cặp, thì nó sẽ là hai kiểu action khác nhau nha mọi người. Con này nó sẽ nặng hơn, con này nó nặng tầm khoảng 8 gram, và con này nặng khoảng 7 gram. Đó, hai con sẽ là hai kiểu action. Ok, thì giá của nó là 100.000 một con nha mọi người, 100.000 một con nháy hơi. Ok, rồi tiếp theo đó là đến những con mồi để mọi người câu cá lóc vào lúc buổi trưa trời nắng nha mọi người. Thì đây là những con mồi cào đáy V5 Vibration đó. Những con này thì thích hợp cho mọi người câu lúc mà trời nó nắng, là cá lóc nó sẽ đi về những nơi nước sâu đấy, nó trú ẩn đó, thì mọi người dùng con này cào đáy. Thì con này nó không những nó bắt được cá lóc, nó còn bắt được rất nhiều loại cá đó nha mọi người. Mọi người đi lua nước mặn mọi người có thể dùng con này, nó có thể bắt được cá chẽm nè, cá chẽm, cá mú đó, những con cá mà ở dưới đáy như con mú nè, con hồng miêu nè, mọi người sử dụng con này đều bắt được hết nha mọi người. Mồi rất là đẹp luôn nha mọi người, thiết kế của nó nè, đường nét nó làm cực kỳ kỳ hoàn thiện, rất là tốt nha mọi người. V5 cực kỳ tốt luôn, nặng 12 gram, dài 50 cm đó. Action của nó sẽ là vibration, đi xuống dưới nước nó sẽ lắc nó thu hút, ví dụ như những con cá lóc ở dưới nắm, nó nằm ở dưới đáy á, hoặc là cá mú, cá chẽm. Ok, giá của nó là 115.000 một con nha mọi người. Những cái lưỡi này thì mọi người nên thay đi lưỡi BKK hoặc để con hoặc Gamma, lưỡi này nó sẽ không có quá cứng nha mọi người, rất là dễ bị ngoát nếu gặp cá lớn đó.
Rồi thì giá của nó 115.000 một con đó. Ok, tiếp theo mình sẽ đến dây nha mọi người. Thì dây mình sẽ có được đầu tiên là dây bit dây Daiwa Modan X8 nha mọi người. X8 8 lõi. Size 1.5 thì tải của nó là 12 kg và nó độ dài là 200 m nha mọi người. Thì cái này thích hợp cho mọi người câu lưu đê cá chẽm, cá măng. Đó. Công nghệ của nó sẽ có công nghệ muscle be nha mọi người, tức là những cái cọng, những cái be của nó rất là chắc chắn nha mọi người. Thì chắc luôn. Tuy là tông số tải 12 kg nhưng mà nó kéo rất là chắc đó. Mọi người có thể bắt cá trên 12 kg bình thường. Đó. Rồi đây là cọng dây be của chúng ta nha mọi người. Thì dây nhặt nó ưu điểm của nó là mượt, đường kính nhỏ nhưng mà mượt. Nhưng mà rất là chắc và chống thấm nước nha mọi người. Đó. Rồi, cụ này có giá là 630.000 một cụ nha mọi người. Chính hãng Daiwa, sản xuất tại Nhật Bản. Tiếp theo là mình sẽ có dây Daiwa Satya X8 nha mọi người. Size số 5, bây giờ chỉ còn size số 5 thôi nha mọi người. Độ dài của nó là 300 m, thì dây này thích hợp cho mọi người đi câu jigging, câu lục hoặc là câu ngâm. Đó. Mọi người câu cá lớn, dây này tải của nó tới 30 kg lận nha mọi người. Đó. Đây là dây của chúng ta, dây jigging thì nó sẽ có dạng 7 màu như vậy nha mọi người. Đó. Ok. Cọng Satya này thì nó rất là chắc nha mọi người. Và chống thấm nước tốt. Rồi, giá của nó là 850.000 một cụ nha mọi người. 850.000 một cụ size số 5. Tiếp theo mình sẽ có được dây đó là IGK nha mọi người. Thì IGK lần này mình sẽ về cho mọi người. Người hai size này là về được nhiều nha mọi người, là size 2.5 và size 3. Còn size 1.5 và size 2 thì nó chỉ còn vài cuộn thôi. Đó, 2.5 và 3 nha mọi người. Đó. Thì dây IGK là một trong những cái loại dây mà so về giá thì nó mức giá tầm trung so với những loại dây khác, nhưng mà chất lượng của nó thì rất là ok nha mọi người. Đấy, IGK 200 m. Mặt đường trước nha mọi người. Rồi, mặt đường sau nè. Đó, có siêu và đóng số đàng hoàng nha mọi người. Ok, dây của chúng ta đây, dây của nó sẽ có dạng màu xanh trắng như vậy nha mọi người. Đấy. Thì giá của nó là 680.000 một cuộn nha mọi người, chính hãng Nhật Bản luôn. 680.000 một cuộn, dài 200 m. Size 2.5 thì size này mọi người dùng để đi đánh gành lô cá lóc. Size 3 thì mọi người cũng dùng để đánh gành hoặc lô cá lóc luôn. Đối với cái dây này á, size 3 này mọi người nên đi đánh lóc, đi lô gành hoặc đánh lóc thường thôi. Nếu mà đánh lóc bông hoặc đánh lóc rừng thì size số 3 này nó vẫn hơi yếu nha mọi người. Size số 3 vẫn hơi yếu thì mọi người nên xài size số 4 đối với cái dây IGK này. Tại vì đường kính của nó không có được to, thế nên nó chịu sóc không được tốt. Thường mọi người đánh lóc rừng hay đánh hay là câu lóc bông á, xài miếng cây cần nó cứng như khúc củi luôn, đóng một phát là dây be cỡ số 3 nó nổ một cái chát liền luôn. Đó. Thế nên là dây này nếu như mọi người đánh lóc rừng mọi người nên cân nhắc nha, xài số 4 thì sẽ ok hơn. Rồi thì giá của nó hai cụ này sẽ đồng giá nhau là 680.000 một cụ nha mọi người. Size 1.5 và size 2 đều vậy nha mọi người. Ok. Rồi. Đó là dây phụ kiện. Xong rồi nhé mọi người, bây giờ mình sẽ lên máy cho mọi người nha. Thì đầu tiên mình sẽ có một con máy điện ở đây. Máy điện mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Thì đây là con Daiwa Seaboard. Đó, Seaboard là một trong những cái dòng máy điện rất là cao cấp của Daiwa nha mọi người. Con này đời cũ. Đời cũ rồi, nhưng mà còn khá là mới nha mọi người. Cực kỳ mới luôn, hầu như nó không chảy xước gì luôn nha mọi người. Mới keng xà beng luôn á. Đó. Ok. Dây be của nó sẽ là 6, dây be 6 và 300 m. Con này thích hợp cho mọi người đi câu đáy ở Phú Yên hoặc là đảo Phú Quý hoặc là những nơi nước sâu á, hoặc câu jigging. Đó, thì bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nha. Thì ở đây con máy điện này nó sẽ có dây, đầy đủ dây nha mọi người, phụ kiện. Và ở đây nó sẽ có cho mọi người một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nha mọi người. Sách hướng dẫn sử dụng máy điện. Thì đây là một cái dòng máy cao cấp của Daiwa, thế nên là nó sẽ có đầy đủ chức năng cho mọi người hết nha. Từ jigging cho tới câu ngâm, cho tới set những cái chế độ chức năng đầy đủ của một con máy điện cao cấp bây giờ luôn đó. Đó, rất nhiều chế độ khác nhau nha mọi người. Bên trong này nè, thì bây giờ mình sẽ chủ yếu tập trung vào cái chế độ jigging thôi nha mọi người. Còn cái chế độ câu ngâm thì bình thường rồi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ test máy cho mọi người xem nha. Rồi, con máy của mình nó lên rồi nha mọi người. Lên rồi. Thì đầu tiên cái chức năng cơ bản nhất của nó đó là quay nha mọi người. Quay thì ở đây nó sẽ có một cái lúc cái cần gạt điều chỉnh đó, mọi người gạt lên thì nó sẽ quay. Đó, quay tốc độ, tăng tốc độ lên. Đấy. Ok. Cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Cần gạt ở đây nó sẽ là cái nút power, nếu như mọi người gạt xuống thì mọi người nó quay thì cái này nó không quay, cái spool nó không quay nha mọi người. Đó, nút off spool đấy.
Rồi gạt lên thì mọi người quay nó mới quay nha. Đó, đây là nút sen, nút điều chỉnh lực rác của nó này. Đó, ok. Rồi tiếp theo là mình sẽ test đến cái chức năng zig của nó nhé mọi người. Thì con máy này mình đã chỉnh cho nó sẵn cái chế độ zigging rồi nha mọi người. Set sẵn cái thông số tượng trưng cho mọi người thôi. Thì mọi người muốn vào chế độ zigging thì mọi người sẽ nhấn vào cái nút màu cam này nhé mọi người. Nhấn vào nút cam này thì nó sẽ hiện sang cái chữ ở đây, chữ Sakidi nó nhấp nháy ở đây. Tức là nó đã vào chế độ zigging rồi. Thì mọi người cho nó chạy bằng cách là mọi người sẽ gạt cái nút power này đó. Đó, thì nó sẽ bắt đầu nó chạy zigging nha mọi người. Đó, thì thông số mình đã setting thế rồi, nó sẽ chạy theo cái thông số của mình chọn nha mọi người. Rồi mọi người có thể chọn những cái thông số setting khác. Đó, thì ở đây nó đang zig lên này, nó đang zig lên này. Đó, zig thì nó sẽ zig lên, sau đó nó dừng lại nha mọi người. Đó, đó, ok. Thì tùy vào mọi người setting thôi, nó sẽ có nhiều cái kiểu zig khác nhau nha mọi người. Đó, tốc độ thì mọi người sẽ chỉnh ở đây. Đó, zig nhanh. Đó, zig nhanh, còn đây là zig chậm. Đó, zig chậm thì mọi người để theo nó chậm thì nó sẽ zig. À, khi mà cái chữ mọi người gạt xuống hết cái nút này, cái chữ Sakari nó mất đi thì nó tức là nó mọi người đã tắt rồi. Mọi người nhấn lại một lần nữa thì nó sẽ hiện lên. Đó. Sẽ đang chạy chế độ zigging nha mọi người. Ok, rồi. Thì con máy này mình đang bán với mức giá là 5.500.000 nhé mọi người, 5.500.000. Mọi chức năng hoạt động ok rồi. Thì nếu như mọi người muốn mua thì cứ inbox cho mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Đó, Dawasibon rất là ok luôn, giá là 5.500.000 nha mọi người, 5.500.000. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên máy tiếp theo cho mọi người nha. Thì đầu tiên mình sẽ lên cho mọi người một con máy cối nông để cho mọi người câu lục hoặc là câu bạc bờ biển. Daiwa, con này là Daiwa Power Sub QD nhé mọi người. À, đó, con này màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì con máy này đợt trước có khách lấy rồi nhưng mà ship tới thì gọi điện không bắt máy, thế nên là giờ hoàn lại đây. Con máy này mình bán cũng rất là lâu rồi mà nó bị xui sao á, thế nên là bây giờ sẽ thanh lý lại giá rẻ cho mọi người luôn nha. Đó, Power Sub QD, nói chung là con này còn đẹp nha mọi người. Chất liệu làm máy đó là hợp kim nhôm nha mọi người. Con này bằng hợp kim nhôm, mọi người cầm vào mọi người cực kỳ chắc tay luôn, nó cực kỳ chắc nha mọi người. Đó, hoạt động thì vẫn còn rất là êm mượt. Quay thì nó hơi có tiếng thôi nha mọi người, nhưng mà quay nó vẫn rất là êm. Đó, thì con này nó bị thêm cái nữa là trên cái cối xả dây nó bị xích, nó bị chảy nha mọi người. Nhưng mà khách cũ người ta đã lấy cái ABS người ta chém lại rồi. Bây giờ nó sờ rất là trơn nha mọi người, không có sợ bị dây nha. Đó, Daiwa Pro Sub có xả cước nhanh luôn nha mọi người, cực kỳ xịn sò luôn á. Cực xịn sò, xả cước nhanh luôn. Đó, rất là đẹp. Size của nó vào BE3 sẽ vào 250m, BE4 vào 180m nha mọi người. Đó, con này sản xuất tại Thái Lan. Máy nội địa Nhật nha mọi người. Đó, con máy này hồi trước mình mua bên Nhật gửi về cho khách nè, sau đó khách nhờ thanh lý lại. Đó, thì bây giờ thanh lý lại với giá rẻ luôn nha mọi người, 1.200.000. 1.200.000, con này 1.200.000 là vô đối rồi. Mọi người không tìm được con máy nào mà chất lượng như vậy mà giá 1.200.000 đâu. Đó, cực rẻ luôn nha mọi người, 1.200.000. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người một con máy câu lua. Thì đây là con Daiwa Cardia nha mọi người, Cardia đời 2011. Thì con này nó sẽ còn đầy đủ cho mọi người hộp sắt giấy tờ nha mọi người. Hộp sắt Cardia size 2506. Thì size này thích hợp cho mọi người đi câu lua cá chẽm cá măng thì ok nha mọi người. Bên trong cái hộp của nó sẽ có cho mọi người đó là giấy tờ nha mọi người. Giấy tờ và lông đèn. Đó, cái lông đèn nha mọi người. Cái này cực kỳ máy cũ mà thiếu cái này thì cũng hơi chua đó mọi người, nhiều khi nó bị mòn, nó chêm dây không đều, thiếu cái này cũng khá là tiếc. Nhưng mà thường nếu như mọi người mà bị chêm dây không đều thì mình sẽ chêm lại cho mọi người. Ok, thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người, kiếm cho mọi người cái lông đèn đó. Rồi đây là con máy của chúng ta nè. Đó, ngoại hình nhé mọi người, ngoại hình thì nó cũng còn khá là ok đó. Đó, có mặt siêu đàng hoàng nhé mọi người. Zion body, công nghệ cái body của nó được làm bằng carbon Zion của Daiwa, nên là con máy này cũng khá là nhẹ nhé mọi người. Cái đít máy của nó có chỉ xước 55 chút xíu nhé mọi người. Đó, con Cardia đời 2011 này chơi cũng rất là ngon nhé mọi người. Sản xuất tại Trung Quốc, con này Trung Quốc xuất Nhật nhé mọi người. Đó, thông số dây BE của nó sẽ vào được BE 0.8 140m.
B1 vào được 110m nha mọi người. Mọi người cái con này cổ của nó sẽ là dạng cối hơi nông nha mọi người. Có hơi nông và cái công nghệ làm cối của nó sẽ là công nghệ ABS2, tức là nó vát theo cái kiểu mới nha mọi người. Thế nên là con này nó ném mồi rất là xa luôn đó, ném mồi cực xa. Đó. Rồi hoạt động thì êm mượt nha mọi người. Hoạt động thì êm mượt. Bao lỗi luôn. Đó. Con này tay quay của nó sẽ là tay quay vặn ren như vậy nha mọi người, rất là chắc chắn luôn và độ tay trái phải được bình thường. Đấy, thì con này là một trong những con máy giá tầm trung, rẻ đến tầm trung nhưng mà chất lượng của nó xài rất là ok nha mọi người. Đó, hoạt động mọi thứ ok, gạt cước, con lăn cước nha mọi người. Con lăn cước nè, thường những con lăn cước nó hay bị hư nhưng mà mình sẽ test hết nha mọi người. Đó, con lăn cước còn quay rất là đều luôn. Rồi tiếng rác của nó. Ok. Hoạt động chân chu mượt mà. Rồi giá con này là 1.700.000 nhé mọi người. Daiwa Cardia 2506, giá 1.700.000. Tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người một con máy thanh lý nhé mọi người. Con này là con Shimano Twin Power XD XD đời 2017 nhé mọi người. Size của nó là size C3000 HG nhé mọi người. Đó, xe ở đây có nghĩa là cái thân máy sẽ là thân máy compact body, tức là thân máy nhỏ gọn. 3000 là size 3000 và HG chính là cái vòng tua của nó là 2 gear nha mọi người. Vòng tua này là cái vòng tua ở giữa, nó có thể vừa câu cá chẹn vừa câu cá lóc được luôn. Đó. Con máy này thì hoạt động rất là êm nha mọi người, nhưng mà nó sẽ có hơi cái tiếng xào nhẹ nha mọi người. Quay thì êm nhưng nó sẽ có tiếng nha mọi người. Đó, mọi người nghe không? Cái tiếng rất là nhỏ hơi. Đó, quay nhanh thì nó sẽ nghe rõ nha mọi người. Đấy. Đó, thế nên là con này mình sẽ thanh lý lại cho mọi người giá rẻ luôn. Twin Power XD thì cái dòng này là một trong những cái dòng máy kháng mặn rất là tốt của Shimano nhé mọi người, và cũng cực kỳ bền luôn. Đó, nó trên cả con Twin Power bình thường nhé mọi người. XD ở đây có nghĩa là Extreme Durable đó. Ok. Con này ngoại hình của nó thì cũng có xước xác nhé mọi người. Cái đít này, cái đít có xước chút xíu nè mọi người. Đó. Ở đây thì cái nó có xước cái sơn màu đen này. Sơn màu đen nó bị mòn do dây nó cạn, nó mòn đi, nó lộ ra cái phần càng màu trắng nha mọi người. Con lăn thì hoạt động bình thường nha mọi người, con lăn hoạt động ok, không có vấn đề gì hết. Đó, rotor nha mọi người. Đấy, nói chung là con này có chức có chảy sức dâm. Đó, càng gạt cước này, rác này, có sẵn dây gạt ca luôn nha mọi người. Đó, rồi thì con này mình sẽ thanh lý lại cho mọi người giá rẻ. Con này sẽ là 3.200.000 nha mọi người. 3.200.000 cho một con Twin Power XD C3000. Con này mọi người có thể mua về câu cá chẽm, cá măng, cá lóc rất là ok. Mọi người đi đánh gành biển hoặc là câu cá chép bằng con này cũng rất là ok nha mọi người. Cái cối của nó vào được dây rất là nhiều, size 3000 nhưng mà cối sâu nha mọi người. Cối của nó sẽ vào dây số 2 sẽ được 170m lận nha mọi người. Dây B2 và 170m, mọi người dư sức để bắt cá lớn luôn. Đấy, hoạt động ok. Giá của nó là 3.200.000 nha mọi người. 3.200.000. Ok, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người đó là một con Daiwa Certes nha mọi người. Daiwa Certes HD Custom. Đó, Daiwa Certes HD Custom đời này là đời 2007 nha mọi người. Đó. Con này là một trong những con máy rất là châu bò của Daiwa nha mọi người. HD ở đây có nghĩa là heavy duty. Size của nó là size 2500 nha mọi người. Size 2500. Đó, thì con này thích hợp cho mọi người vừa câu lure, cá lóc, cá chẹm đều được hết nha mọi người. Cối của nó rất là sâu, chứa được rất là nhiều dây nha mọi người. Dây B2 của nó sẽ vào được 200m và BE3 nó sẽ vào được 150m. Đó. Con này thì hoạt động rất là êm mượt nha mọi người. Còn rất là êm mượt, rất là ok luôn. Đó. Một con máy rất là châu bò của Daiwa. Đấy, chức năng hoạt động bình thường. Con lăn cước nha mọi người. Con lăn cước. Con lăn cước hoạt động rất là trơn tru nha mọi người. Đây, tờ rác của nó nè, tiếng rác của nó. Đấy. Rồi, con máy này ngoại hình của nó cũng còn tương đối nha mọi người. Nó sẽ có chảy xước ở phần chân máy một chút xíu ở đây nha mọi người. Đây này. Hai vết chóc sơn ở đây. Đó, thường những con máy của Daiwa mà máy cũ nó hay bị chóc sơn. Đấy. Đây còn đẹp nha mọi người, trên rotor này. Đó. Phần đít máy còn đẹp nha mọi người. Ok, bên hông này cũng còn ok luôn. Rồi, phần phía trước. Đấy, đẹp luôn. Tay quay của nó sẽ là dạng tay quay xích cốt nha mọi người.
độ tay trái phải đều được. Đó, thì con máy này nó chỉ có máy trần thôi nhé mọi người, không có hộp. Xa 2500 này mọi người câu chẽm là ok đúng bài luôn. Con máy này rất là trâu bò nhé mọi người, cực kỳ trâu bò luôn. Đấy, quay rất là êm mượt, rất là nhẹ luôn nhé mọi người. Dòng này mọi người tại mồi lua là cực kỳ nhẹ luôn. Đó, xa 2500 nhé mọi người, tua của nó sẽ là tua thường. Ok, thì giá của con này là 2.900.000 nhé mọi người. Daiwa Test sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Giá của nó là 2.900.000. Cực kỳ đẹp. Giá 2.900 nha mọi người. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người đó là một con Daiwa Cardia đời 2018 nha mọi người. Đời 2018 thì con này là một con những cái dòng đời mới của Cardia. Nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người, Trung Quốc xuất Nhật. Đó. Đời 2018 size của nó là size 4000 thì thích hợp cho mọi người đi câu lua cá lóc hoặc là câu lua gành. Rất là ok nha mọi người. Dây be của nó sẽ vào được đó là dây be 2.5, nó sẽ vào được 190m nha mọi người. 2.5 vào 190m. Cổ của nó rất là sâu chứ rất nhiều dây nha mọi người. Đó, thì ngoại hình của con này. Ngoại hình con này còn tương đối đẹp nha mọi người. Đó, trên máy nè mọi người. Trên máy đẹp nè, chưa chảy xước nè, chưa chóc sơn nè. Đó. Cái phần này thì nó kẹ vào cái bát máy thế nên là lúc nào nó cũng bị chóc nha mọi người. Đó. Rồi phần đít máy thì nó có chảy xước một chút xíu nha mọi người. Phần đít máy nè, chảy xước chút xíu nè. Đó. Rồi, rotor thì còn đẹp nha mọi người. Rotor thì còn đẹp nè. Đấy. Đây cũng còn đẹp luôn nha mọi người. Ok, tính drag của nó. Con lăn cước. Con lăn cước quay bình thường nha mọi người. Gạt cước nè. Đó. Ok. Hoạt động thì vẫn còn ok nhé mọi người, khá là êm. Rồi tay quay của nó cực kỳ dài nhé mọi người, tay quay cực kỳ dài và núm rất là bự, thì sẽ giúp cho mọi người quay cạo cá và tại mồi rất là nhẹ nhé. Đó, con này size 4000, XH tour của nó sẽ là tour nhanh nhé mọi người, một vòng nó quay được tầm khoảng hơn 100cm á, sản xuất tại Trung Quốc. Rồi thì con này sẽ có mức giá là 1.800.000 nhé mọi người. Daiwa Cardia đời 2018 size 4000, thích hợp cho mọi người câu cá lóc hoặc là lua gành, câu jigging, live jig, cá chép ở Vũng Tàu. Đó, giá là 1.800.000. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó là một con Daiwa Tournament X nhé mọi người. Cái dòng này là một cái trong những cái dòng máy câu ISO cao cấp nhất của Daiwa, nhưng mà con này nó là đời cũ hơn nhé mọi người. Đời cũ thì bây giờ nó thích hợp cho mọi người đi sưu tầm tại vì con máy này còn khá là đẹp nha mọi người. Trên máy nè, trên máy còn đẹp keng luôn nha mọi người. Đó, rất là đẹp, mọi người mua về để câu ISO rất là ok luôn. Những cái dòng này nó thuộc dạng kiểu như là nồi đồng cối đá nha mọi người, thế nên nó cực kỳ trâu bò luôn. Đó, sản xuất tại Nhật Bản. Ok, hoạt động còn êm mượt nha mọi người, tay gạt cước hoạt động bình thường. Đó, đấy. Cái tay này là tay cò nha mọi người, để chống chạy ngược nè. Đó, để mọi người xả dây ra nè. Đó. Ok. Thì con máy này ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đó. Có chảy xước ở chỗ phần này một chút xíu nha mọi người. Đây nè. Đó. Tay quay. Còn mới nha mọi người. Đấy. Size của nó là sẽ là size 2500 nhé mọi người. Size 2500 và cối của nó sẽ là cối sâu. Đó, thì con cái dòng này nó sẽ không có drag, thì tức là cối của nó sẽ là cối chết luôn nhé mọi người. Mọi người bấm vào thì nó sẽ mở ra được nè. Đó. Cối của nó bên trong nhé mọi người, bên trong cái trục của nó nè. Đó, trục của Daiwa rất là bự luôn nhé mọi người. Đó. Rồi, thì con này có mức giá là 1.800.000 nhé mọi người. 1.800.000. Daiwa Tournament X 2500 LBA. Đó, một con máy cao cấp của Daiwa. Giá là 1.800.000, máy còn rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người đó là một con Daiwa Certes 3012H nhé mọi người. Đó. Thì đây là một dòng Daiwa Certes đời 2010 nhé mọi người. Đời 2010. Đời này là đời 2013 nhé mọi người. 2013. Đó. Size của nó là 3000, không size 3000, và cối của nó sẽ là cối dạng cối sâu nhé mọi người. Đó, trọng lượng của nó là 275g.
mắt rác 7kg, một vòng quay thu 95cm và có 10 bạch đạn nha mọi người. Trong đó thì nó có sẽ có 5 bạch đạn CRBB, tức là các bạch đạn kháng mạnh của Odawa, kháng mạnh, kháng bụi bệnh, kháng ăn mòn đó. Rồi đây là con máy của chúng ta. Nói chung là con máy này thì nó có chạy xước, chạy xước nha mọi người, mặt siêu. Đời 2013 thì nó sẽ khác với đời 2010, nó chính là cái mặt siêu ở trên phần rotor, phần tay cuốn cước ở đây nha mọi người. Đó, vẫn còn quay rất là êm này. Đấy. Rồi ngoại hình của con này thì nói chung là nó có chỉ sức lâm dâm nhé mọi người. Chỉ sức lâm dâm này. Size này con này thì thích hợp cho mọi người đi câu lua cá lóc hoặc lua gành, rất là ok. Đó, hoặc là đánh live zip. Chỉ sức ở dưới nhé mọi người. Đó. Phần cổ của nó nhé mọi người. Cổ của nó thì bị mờ chữ Certes nhé mọi người. Đấy. Còn lại là con đẹp. Nói chung là con này xước của nó là dạng xước lông mèo chứ không phải là xước lớn nha mọi người. Đây có một số cái vết vết xước ở đây nha mọi người. Đó, phần chân máy này. Sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Đó, thì con này còn đầy đủ hộp sắt phụ kiện cho mọi người. Bên trong cái hộp của nó sẽ có cho mọi người đó là cái lông đèn và cái giấy nha mọi người, giấy để sử dụng và lông đèn. Đó. Rồi, thì con này nói chung là quay thì còn ok nhưng mà nó sẽ có hơi tiếng xào nhẹ nha mọi người. Đó. Nó sẽ có tiếng kêu. Đó, có tiếng kêu nhẹ nhẹ. Thì mọi người mua về để vệ sinh lại thì ok, tại vì con này mình cũng chưa vệ sinh lại nữa. Hoặc còn mọi người mua về mọi người vệ sinh lại thì nếu như mà nó hết thì coi như mọi người mua được giá hời. Còn nếu như mà nó không hết thì coi như mọi người để chơi, thì tại vì mình cũng bán lại cho mọi người giá rẻ. Đó. Quay thì vẫn êm nhé mọi người, không bị rần tay nhưng mà nó sẽ có tiếng kêu. Đó. Hơi xào nhẹ. Rồi. Thì con này mình sẽ để lại cho mọi người với mức giá là 1.800.000 nha mọi người. 1.800.000 Daiwa Certes đời 2013. Size 3.000, size 3.000 nha mọi người. Giá là 1.800. Rất là ngon luôn, mọi người cho mua về vệ sinh lại hoặc là để chơi luôn, rất là ok. Giá là 3 triệu, giá là 1.800.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên một số dòng máy ngang nha mọi người. Máy ngang. Đầu tiên mình sẽ lên cho mọi người đó là một con Shimano Scorpion BFS nha, XG nha mọi người. Thì đây là một trong những cái dòng máy ngang chơi mùa nhẹ của Shimano nha mọi người. Tua của nó sẽ là tua XG tay trái. Đây con máy của chúng ta đây. Đó. Ngoại hình của máy thì nói chung là còn đẹp nha mọi người. Hầu như là không có chảy xước gì hết. Còn rất là đẹp luôn. Đó. Mọi người có thể mua con này về gắn vào những cái cần UL hoặc là cần L, mọi người câu ở hồ dịch vụ, câu cá lóc nhẹ nhàng á. Chơi rất là sướng, rất là thư giãn luôn nhé mọi người. Hoặc là mọi người đi câu cá suối. Đó, thì con này sẽ chuyên cho mọi người đánh mồi nhẹ, đánh những con mồi jig head tầm khoảng 2g, 3g hoặc là những con minnow nhỏ. Đó. Spoon của nó rất là nhẹ nhé mọi người. Thế nên là nó sẽ hỗ trợ cho mọi người đánh mồi nhẹ được. Ok, rồi. Hoạt động của con này thì vẫn còn hoạt động rất là trơn tru mượt mà nhé mọi người. Đó, spoon quay tiếp mù luôn. Đó, thì đây là một cái dòng máy đánh mồi nhẹ tầm trung của đây của Shimano nhé mọi người. Tầm trung của Shimano. Đó. Ok, ngoại hình còn rất là đẹp. Con này sản xuất tại Malaysia, xuất Nhật nhé mọi người. Bên trong hộp của nó thì còn lại cho mọi người đó là cái sách hướng dẫn. Trong hộp này thì nó chỉ có sách hướng dẫn thôi, nó không có phụ kiện nhiều nhé mọi người. Đó. Đó, chỉ có sách hướng dẫn thôi. Rồi, thì bên trong của nó sẽ có cái lá thắng, nó sẽ sử dụng thắng từ nha mọi người. Đây, mình sẽ cho mọi người xem. Đó, bên trong nó sẽ là thắng từ, những cái viên viên 500 nha mọi người. Đầy đủ, còn đủ 8 viên nha mọi người. Đó, nhiều khi những con máy này mọi người không chịu tra kỹ, nó mất 1-2 viên là coi như là bỏ con máy luôn. Đó, nó còn đủ nha mọi người nha. Đó, mất những cái viên này là nó coi như là cái hệ thống thắng của nó bỏ đi luôn đó. Order lại viên khác thôi, chứ nếu nó như là mất là nó không xài được. Rồi, ok, thì con này có mức giá là 3.500.000 nhé mọi người. 3.500.000 cho một con Shimano Scorpion BFS. Rất là ok luôn. Đó, giá mới của nó tầm khoảng 6 triệu. Bây giờ giá cũ của nó chỉ có 3.500.000 và máy cũng còn in trang mới nhé mọi người. 3.500.000. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người một trong những cái con máy chơi cá lóc và cá chẽm cực kỳ ok và chơi rất là sướng nhé mọi người. Đó là con Shimano Metanium MGL HG đời 2015 nhé mọi người.
đó, đời 2015 thì đây cũng như là một trong những cái dòng máy huyền thoại rồi, bán rất là nhiều, được rất nhiều anh em ưa chuộng, chơi rất là mượt, ném rất là xa và độ ổn định rất là cao nhé mọi người. Đó, Metanium đó, cực kỳ mượt luôn. Con này nó sẽ sở hữu cái công nghệ, nó là một trong những cái đời đầu tiên mà nó sở hữu cái công nghệ MGL trên spool nhé mọi người, giúp cho mọi người có khả năng chơi mồi nhẹ và ném xa rất là ok. Mồi nhẹ ở đây thì không phải là mồi nhẹ tầm khoảng 1-2 gram nhé mọi người, mà mồi tầm khoảng 5-6 gram là mọi người vẫn có thể ném ok đó. Ở đây nó sẽ có cái hệ thống thắng của nó, cũng là hệ thống thắng đời mới luôn nhé mọi người, FPS Infinity đây. Đó, những cái lá thắng FPS Infinity dạng đời mới như vậy nhé mọi người, chơi rất là bền luôn và thắng nó cực kỳ nhạy. Ok, đó thì ngoại hình của con máy, con máy này sản xuất tại Nhật Bản nha mọi người, made in Japan. Ngoại hình của máy thì nói chung là còn đẹp nha mọi người, nó sẽ bị chảy xước ở đây một chút xíu ở phần này nha mọi người. Đó, phần này thì thường mọi người cầm mọi người cũng sẽ che nó đi, không có thấy được đâu. Đó, còn lại là đẹp nè mọi người. Đó, phần nắp bên trên đẹp nè, phần bên hông cũng đẹp luôn nè. Cái màu sơn của nó là sơn màu dạng màu bạc và có dạng kim tuyến nó óng ánh lên nhé mọi người, Metanium. Đấy, tay quay ok, mọi chức năng hoạt động bình thường nhé mọi người, quay rất là mượt. Đấy, cái dây nó đập vào trong cái máy nó kêu nhé mọi người, chứ spool này nó quay êm ru luôn á. Đó, quay rất là êm nhé mọi người, rất là êm, rất là mượt. Đó, con này thì thích hợp cho mọi người đi câu cá, cá chẽm và cá lóc đều được, và nó bạch đạn của nó chịu mặn cũng rất là ok nhé mọi người. Cái dòng Metanium MGL đời 2015 này bạch đạn chịu mặn rất là tốt, mọi người có thể câu được cá chẽm, câu nước mặn ok. Đó, tua của nó sẽ là tua 7, nặng chỉ có 175g thôi nhé mọi người, rất là nhẹ. 10 bạch đạn SRB đó, bạch đạn SRB là bạch đạn kháng mặn và chống ăn mòn của Shimano, 10 cái lận nhé mọi người, và một con lăn đó. Ok, giá của con này là 4.200.000 nhé mọi người, 4.200.000 Shimano Metanium MGL 4.2. Rồi, tiếp theo mình lên cho mọi người một trong những cái dòng máy trâu nước, trâu bò của Daiwa mà giá tầm trung, giá rẻ. Phải nói giá tầm trung đến giá rẻ nhé mọi người. Thì đây là con Daiwa Tatula HD 153 nhé mọi người. 153 đó, HD Custom đó. Đó, đây là một cái dòng máy chuyên để cho mọi người đánh những con mồi nặng, hoặc là mọi người bắt cá lớn, cạo cá mú, hoặc là mọi người đi câu cá lóc mà size bự đó, thì sử dụng con này nó rất là trâu bò nhé mọi người. Đấy, thì con này thông số của nó đây nhé mọi người, vòng tua của nó là 6.3, một vòng tua được 71cm, drag của nó tới 7kg nhé mọi người. Một con máy hang mà drag 7kg là mọi người biết nó trâu bò cỡ nào. Trọng lượng 225g, bạch đạn của nó là 7 và một con lăn đó, cực kỳ trâu bò, và khả năng chơi của nó thì cũng rất là ok nhé mọi người, ném rất là xa. Nó chơi mồi thích hợp nhất, dải mồi của nó là tầm khoảng 7g cho tới 40g nhé mọi người, là cái dải mồi thích hợp cho đối với con này đó. Ngoại hình của con này thì cũng còn rất là đẹp luôn đó, phần bên trên sẽ là phần đỏ nhé mọi người, máy zin của nó là máy đỏ như vậy nè đó, chứ không phải sơn lại nhé mọi người, zin của nó luôn đó. Đấy, nắp hông, bên hông là đẹp nè đó, đẹp luôn nhé mọi người. Đó, phía trước là Tailwind nhé mọi người, Tailwind hỗ trợ ném xa. Con này sản xuất tại Thái Lan nhé mọi người, made in Thailand. Đó, có chảy xước ở đây chút xíu nè, còn lại là hầu như là không chảy luôn nhé mọi người. Đó, máy còn đầy đủ hộp sắt phụ kiện. Thì cái hộp của nó, để mình xem coi sẽ có chai dầu không nhé mọi người. Thường Daiwa nó sẽ không có dầu. Đó, thì đúng rồi, nó không có dầu nhưng mọi người, nó chỉ có sách hướng dẫn thôi, có sách giấy tờ linh tinh thôi, với cái hộp nha mọi người. Đó, rồi thì con này có mức giá là 3.700.000 nha mọi người, Daiwa Tatula HD dành cho mọi người đánh bạo lực, giá là 3.700.000. Rồi, tiếp theo mình sẽ lên cho mọi người, đó là một con máy Shimano OC Jigger nha mọi người, 1501XG đó. Thì con máy này là một con máy mới, order về cho khách nhưng mà khách đổi sang máy khác nha mọi người.
Thế nên là mình sẽ thanh lý lại giùm khách luôn. Đó, giá mới mình order con này đời 2021 là 9,5 triệu nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thanh lý lại cho mọi người, đó là 8,5 triệu. Đó, máy mới hoàn toàn nha mọi người, thì rẻ hơn 1 triệu so với mọi người mua mới luôn. Đó, nhưng mà máy này là máy mới. Đó. À, khách đã đổi sang cái con Satya IC đó. Thế nên là sẽ thanh lý lại con này. Mọi người sẽ mua được con này với mức giá rẻ hơn 1 triệu. Đó, máy mới hoàn toàn nha mọi người, mình sẽ cam kết cho mọi người. Đó là máy mới. Oxy Zigger này 1501. Thì bên trong cái hộp của nó sẽ có sách giấy tờ mới cứng luôn nha mọi người. Đó, mới cứng luôn. Đó, ok. Rồi, thì con này là một cái dòng máy co-zigging kiểu slow zig, máy ngang Shimano nha mọi người. Đó, slow zig. Mã code Nhật Bản. Rồi, đây là con máy chúng ta. Đó, cái dòng này thì cũng là một dòng cao cấp của Shimano rồi nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Size 1501 thì size này thích hợp cho mọi người đi câu zig ở Côn Đảo này. Côn Đảo hoặc là zig ở Vũng Tàu. Đó, có tiếng click rác nha mọi người, đời 2021 đó. Con này là đời mới nhất nha mọi người. Thì thế nên là nó sẽ có cái tiếng click racker nè. Đó. Ok. Rồi, thì con này mức giá của nó là 8,5 triệu nha mọi người. Máy mới hoàn toàn luôn, rẻ hơn 1 triệu so với mọi người mua mới order. Đó. Ok, vậy là mình đã lên những cái sản phẩm trong video clip ngày hôm nay xong rồi nha mọi người. Mọi người muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình vào Zalo số điện thoại ở đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip tiếp theo.